rộ tin Trấn Thành và Harry Won tổ chức đám cưới vào tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những cặp đôi hot nhất hiện nay, mọi diễn biến trong chuyện tình cảm của Trấn Thành và Harry Won nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Cũng vì thế mà từ khi công khai hẹn hò cho đến nay, những tin đồn xoay quanh đời sống riêng tư của cặp đôi luôn dấy lên liên miên không dứt. Mới đây nhất, cư dân mạng lại xôn xao trước tin đồn cả hai sắp tổ chức đám cưới. Thông tin trên bắt nguồn từ sự chia sẻ của một cư dân mạng. Theo đó, người này đã tình cờ bắt gặp Trấn Thành đến đặt bàn tại một trung tâm hội nghị và tiệc cưới sang trọng của thành phố Hồ Chí Minh. Hôn lễ của Trấn Thành và Harry Won sẽ diễn ra vào tháng 12 tới với nhiều yêu cầu nghiêm ngặt. Ngay sau khi được đăng tải, thông tin về đám cưới của MC danh hài nổi tiếng đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin đồn, còn thực hư ra sao, có lẽ chỉ những người trong cuộc mới rõ. Hiện tại thì cả Trấn Thành và Harry Won vẫn chưa lên tiếng trước thông tin này. Vào giữa tháng 7 năm nay, Trấn Thành cũng từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cầu hôn bạn gái Harry Won sau 6 tháng hẹn hò. Theo tiết lộ, nam MC đã chuẩn bị khá kỳ công cho phần trang trí không gian cầu hôn và yêu cầu phía quán bar bảo mật thông tin trước khi giờ phút này diễn ra. Ngoài ra, anh cũng cho chạy dòng chữ tiếng Hàn trên màn hình LED "Harry, làm vợ anh nhé" để ngỏ lời yêu thương với bạn gái. Trước sự lãng mạn này của Trấn Thành, không ít khán giả đã bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi. Tuy nhiên, sau khi MC nổi tiếng sử dụng bó hoa cầu hôn bạn gái để tặng lại cô trong buổi họp báo sau đó, rồi vứt lại trên bàn khi ra về, nhiều người cho rằng cả hai chỉ đang làm màu nhằm PR cho MV mới của nữ ca sĩ.